xin Hàn Quốc. Hàn Quốc mong muốn hòa bình và thống nhất. Hôm 12 tháng 2, Đức cha Higinus Kim Hye Jong, tổng giám mục Quang Châu và là chủ tịch hội đồng giám mục Hàn Quốc cùng một số phái đoàn gồm 200 lãnh đạo dân sự và tôn giáo người Hàn Quốc đã vượt biên giới thăm Bắc Hàn nhân dịp năm mới. Đức tổng giám mục cho biết Tôi nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng rằng Hòa bình là mong muốn mạnh mẽ của người dân Bắc Hàn. Đây là khía cạnh quan trọng nhất mang lại hy vọng lớn lao. Ngài nhận thấy một tương lai tươi sáng trên con đường hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên sự kiện xuyên biên giới được tổ chức trong năm 2019 bởi một ủy ban chung xã hội dân sự và cộng đồng tôn giáo ở Hàn Quốc. Đức Tổng Giám Mục nhận xét, từ đây có thể bắt đầu các dự án hợp tác mới khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau như du lịch văn hóa tôn giáo giáo dục thể thao nghệ thuật tất cả điều này xảy ra với sự đồng ý và hợp pháp chính thức của bộ trưởng thống nhất hàn quốc cho myong chiong cũng là người công giáo như tổng thống moon jae in bộ trưởng tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn tăng cường đối thoại và trao đổi văn hóa và dựa vào sự đóng góp quý báu của các cộng đồng tôn giáo để xây dựng sự hòa hợp với các nước láng giềng bên ngoài bức màn tre đức giám mục cũng chỉ ra rằng một khía cạnh hết sức quan trọng trong cuộc gặp gỡ đó là triều tiên dường như muốn gia nhập lại làm thành viên đầy đủ trong cộng đồng các quốc gia